Góc vườn âm nhạc. Nếu không có Shania Twain, chưa chắc công chúa nhạc pop Taylor Swift đã thành công sáng chói như hôm nay. Cô là người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khán giả nhờ sự cách tân toàn diện giữa nhạc country với dòng chảy pop rock sôi động. Shania Twain là nữ nghệ sĩ duy nhất có một album nhạc tiêu thụ tới 40 triệu bản khắp toàn cầu. Đây là một kỷ lục trong mơ của Come On Over năm 1997 hợp tác với người chồng cũ, nhà sản xuất âm nhạc tài năng Robert Mudlenz. Ông đã giúp thay đổi hình ảnh của Twain cả về chất và lượng. Nhờ kinh nghiệm lâu năm sản xuất cho các nhóm nhạc rock lừng lẫy như AC/DC hay Def Leppard, không còn là một nữ cao bồi với chiếc guitar thùng, Twain đã trở thành một người đàn bà ăn mặc sexy, đi giày cao gót và hát rock and roll. Trong video clip ca nhạc That Don't Impress Me Much, cô đóng vai một người đàn bà đẹp mặc trang phục áo da báo đi trên sa mạc. Nhân vật chính đã từ chối mọi lời mời hấp dẫn của cánh mày râu nhưng chứng tỏ một sức hút vô đối. Chiến lược của Lenz để lăng xê Shania Twain rất bài bản. Các single được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tung ra để tạo được sự mới mẻ. Thực tế, Shania sẽ gặp khó khăn nếu chỉ đơn thuần dựa vào giọng hát. Chất giọng của cô không quá đặc biệt, chưa đủ nội lực để cạnh tranh với các diva hàng đầu. Do vậy, chiến lược phù hợp cho Twain chính là phong cách biểu diễn cách tân và thể loại nhạc country giao thoa. Trong single ăn khách Man I Feel Like a Woman, tôi cảm giác như một người đàn bà, khán giả khó tìm thấy một chất country nguyên bản nào. Ngược lại, cô đã phả một luồng gió mới rock and roll vào trong video clip như một show thời trang. Nhờ thế, Shania Twain mở rộng được tệp khán giả hâm mộ nhờ khai thác được thị trường bỏ ngỏ. Cô đã phá bỏ được thành trì kiên cố của bất bình đẳng giới trong âm nhạc. Shania Twain nổi lên như một biểu tượng của quyền năng nữ giới, vui nhộn, gợi cảm. Để cả đá thành công, tuổi thơ của nữ ca sĩ sinh năm 1965 đã trải qua ác mộng về thể xác lẫn tinh thần. Lớn lên tại Ontario, Canada, cô chưa từng biết mặt cha ruột. Mẹ cô, Sharon, bị chứng trầm cảm, cha dượng Jerry bạo hành, nghiện rượu và triệu chứng tâm thần. Cuộc hôn nhân của mẹ cô, bà Sharon với Jerry đối mặt với khốn khó về tài chính và đắm chìm trong bạo lực. Bà Sharon phải nuôi nấng ba cô con gái riêng từ cuộc hôn nhân trước, con trai chung với Jerry và cả người cháu của Jerry. Cô từng lo sợ cha dượng có thể giết chết mẹ cô bất cứ lúc nào. Tệ hại hơn, cô còn bị cha dượng lạm dục tình dục cả về thể xác lẫn tinh thần. Vết đen trong ký ức tuổi thơ khiến cho bản năng tự lập của Shania Twain trỗi dậy sớm. Cô sáng tác nhạc từ rất sớm như khát khao để trốn thoát khỏi thực tại. Đó là một gia đình bạo lực, căng thẳng, túng quẫn và không có gì để ăn. Những đứa trẻ khác chơi với búp bê, còn tôi chỉ chơi với ngôn từ và âm thanh. Lên 8 tuổi, Shania Twain đã bắt đầu hát ở quán rượu để trả các hóa đơn sinh hoạt gia đình. Cô đến Nashville để hát nhạc country sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 1983. Bất chấp mọi tiêu cực, cô vẫn là một người con hiếu thảo, luôn hỗ trợ gia đình và các em cô về mặt tài chính. Năm 1987, Twain đã suy sụp tinh thần khi nghe tin mẹ cô và cha dượng đã qua đời trong một tai nạn xe hơi.
vươn lên tuổi thơ gian khó, ánh hào quang của âm nhạc dường như là cứu tinh đối với Shania Twain. Thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ là từ năm 1995 đến năm 2002 với 3 album thành công vang dội. Cô ra mắt album Up năm 2002 trong thời gian nghỉ ngơi cân bằng cuộc sống. Mặc dù Up không thành công như hai album trước đó nhưng đã tạo được hiệu ứng toàn cầu về country pop rock. Sau đó Twain gần như biệt tâm khỏi làng âm nhạc cho đến tận năm 2008. Cô tuyên bố ly dị với nhà sản xuất Robert Mudlands trước bê bối ngoại tình của chồng. Shania đã đau khổ tột cùng vì sự phản bội của người bạn thân thiết Mary Ann Thierwald lẫn người chồng khiêm đồng nghiệp Mudlands. Sau đó, cô đã tìm được một chỗ giữ tinh thần với người chồng của Thierwald. Họ đã trở thành một cặp đôi tri kỷ nhờ sự đồng cảm về cuộc sống sau bi kịch nói trên. Trong thời gian vắng bóng, nữ ca sĩ còn mắc chứng bệnh Lyme do một loại vi khuẩn Borrelia gây ra vào năm 2003. Sau nhiều lần phẫu thuật, Shania từng phải đối mặt với nguy cơ nghỉ hát vĩnh viễn do mất giọng. Rất may mắn, cô đã bình phục và có thể hát trở lại sau khi điều trị. Một biến cố cuộc đời đã khiến cho một ngôi sao nhạc country pop nhấn chìm trong một chuỗi bi kịch kéo dài. Thuyền không thể hát, không đi lưu diễn, không thu âm, ngừng sáng tác các ca khúc mới trong gần một thập kỷ từ năm 2004 đến năm 2012. Năm 2011, Shania Twain đã thông báo chương trình biểu diễn định kỳ tại sân khấu Caesar Palace tại Las Vegas kéo dài trong 2 năm. Thành công của chương trình từ cuối năm 2012 đã đem lại cho cô thu nhập 43 triệu đô la Mỹ. Quan trọng hơn, Twain đã quay trở lại phòng thu và trình làng album Now bây giờ năm 2017. Album làm câu trả lời của Twain sau một chuỗi khủng hoảng cá nhân kéo dài. Ca từ và giai điệu trong Now ngập trong cảm xúc, như một lời thú tội cô đã thức tỉnh sau một bóng đêm dài. Cô như đang ở nhà, home now, với ánh sáng cuộc đời, light of my life, và cuộc sống tốt đẹp dần lên, life is about to get good. Life's about joy, so much joy. Life's about pain. Không có bàn tay đạo diễn của chồng cũ Lance, liệu ngôi sao Shania Twain sẽ xoay sở ra sao? Tất nhiên không dễ dàng vì Lance là một nhà sản xuất sắn tay vào việc, có một giác quan nhạy bén về nhạc cụ và âm thanh. Nhưng Lance chưa bao giờ điều khiển được giọng hát và cá tính của Twain theo như cô chia sẻ. Với kinh nghiệm của người chơi guitar bass, trực giác và nhịp điệu của Lance đã giúp Twain tìm được sở trường với các bản nhạc tiết tấu nhanh, pha đậm chất rock and roll. Vì vậy, album Now không được đánh giá cao như các album trước. Album thiếu các bản hit nổi trội. Giai điệu hơi bị trầm, ít màu sắc, phần âm thanh thiếu cho chút hơn so với thời kỳ của Lance. Sau 15 năm vắng bóng trên thị trường, khoảng trống của Shania Twain phải lấp đầy vượt quá sức vóc của cô. Thị hiếu khán giả đã thay đổi, hình ảnh vui tươi sôi động của Shania Twain hơn 2 thập kỷ trước cũng khó tìm thấy. Ngôi sao country pop trở nên đàn bà hơn, cởi mở hơn, trầm lắng hơn. Âm nhạc đối với Twain là một phao cứu sinh khỏi một vực sâu bi kịch. Đến giờ, cô vẫn là người duy nhất You Still The One cách tân nhạc country theo hướng pop rock. I'm so glad we made it. Look how far.